Rồi, xin chào mọi người nha. Thì đây là cái cặp chồng tơ chuẩn bị lên giống nha mọi người. Đó, đây, hai con. Thì cái biểu hiện của nó khác với lại bình thường. Nó hay nhảy tới nhảy lui. Có thể là liếm bộ phận sinh dục của nó nha. Đó, thì cặp này là nó có thể là mới lên giống lần thứ nhất, cho nên mình để lại không phối nha. Đó, mọi người nên lưu ý khi cơ thể của con chồn nó phát triển đầy đủ, đó, nó có thể là các cơ quan của nó có thể là đầy đủ phát triển khỏe mạnh rồi, mình có thể là mình phối giống cho nó, thì cái khả năng con của nó tốt hơn nha. Con của nó sẽ cứng cáp, nó nuôi con cũng cũng tốt nữa. Còn nếu như mà chúng ta phối sớm quá thì cơ thể chưa phát triển đầy đủ, có thể là chưa có nuôi con tốt đó. Thì đó, con này nó liếm một phần sinh dục nha mọi người, đó liếm một phần sinh dục đó. Có thể là nó cạ cái bộ phận sinh dục nó xuống dưới cái sàn đó. Nó có thể cạ bộ phận sinh dục xuống cái sàn nha, nó ngứa ngáy trong người đó. Thì một trong những cái mà anh em mới chăn nuôi thấy cái hiện tượng mà nó lên giống là rất là mừng, nhưng mà khi mà bỏ qua nước thì thời gian mà cái con giống của mình nó lên giống lâu, mọi người lại nóng ruột cũng hay thắc mắc là khoảng cách giữa hai lần lên giống bao nhiêu lâu, thì tùy theo con thôi, không có xác định rõ được thời gian nha. Ví dụ như giống của mình á, thì khoảng 1 tháng rưỡi, nhưng mà đa số là nó khoảng trong vòng 1 tháng thôi, còn một số trường hợp nó có thể 3 tháng rưỡi nó mới là bắt đầu lên giống tiếp. Đó, như vậy thì với cái quay lại lên giống lần thứ hai như vậy á, thì để cho mọi người khi mà cho nó qua nước á, cho nó qua nước á, thì mọi người cũng bớt nóng ruột đi, cứ bình tĩnh, cứ từ từ thôi, không có gì hết á. Mọi người cứ để nó lên giống lại thôi, chứ cho ăn uống đầy đủ là cứ để thời gian nó lên giống giống lại nha. Đó. Chứ không có gì mà mình phải nôn nóng mà coi như là không biết cái con chồn mình nó như thế nào, có nên cho uống thuốc gì hay không để cho nó quay lại, chứ bỏ qua nước giờ sợ nó không lên nữa, không có đâu, nó vẫn lên bình thường. Đó. Thì mấy con bên đây nè, bữa trước mình có quay đó, thì nó đã lên giống qua hết nước rồi đó, mà mình chưa có thả con nào hết, mình để cho nó qua thêm một nước nữa để mình bắt đầu thả đó. Thì mọi người cũng lưu ý đó, là trong cái điều kiện mà mọi người chưa có con được già thì rất là khó khăn trong cái việc phối giống lần đầu đó. Đa số anh em á, là thứ nhất là nản, thứ hai là không có giống cho phối lần đầu đó, tức là con đực khoai già nó có kinh nghiệm đó, cho nên lần khi người ta tập con đực tơ á, là bà lấy con cái già phối với lại cái con đực tơ để cho nó có kinh nghiệm, rồi sau này nó dễ. Còn nếu như á, mà con đực tơ thì nó khờ lắm, nó không biết đâu mọi người. Đó, cho nên là nhiều lúc á, giống của mình thường á, 15-16 tháng là nó bắt đầu phối được, nhưng mà đa số là phối tốt là phải trên 2 năm. Thứ nhất là tinh nó đạt, thứ hai là nó phải có kinh nghiệm. Đó, còn không á, nó nhảy được có một lần thôi là nó không có kinh nghiệm. Đó. Nếu như á, cái con đó nó nhảy nhiều lần rồi á, thì nó dễ lắm, nó biết. Còn nếu như mà nó không có nhảy á, là nó khó lắm. Con nào khôn lắm á, thì nhảy được, còn con nào mà khờ khờ mà bình thường thì mình thấy đa số là ít khi nào nó phối được lắm, nó không biết cách. Đó.
Thì cái gì cũng vậy, cái đó là cái khó khăn nhất ở trong cái chăn nuôi chồn chồn hương. Phối giống rồi rồi bắt đầu đợi đẻ, không biết có đậu không, mà đậu rồi phải đợi đẻ đẻ rồi không biết có nuôi được không. Nuôi được lên rồi không biết là tách bầy nó có bị gì không, rồi rồi tách bầy xong rồi không biết là có bán được hay không. Đó, thì mọi người cũng nên là tự đặt câu hỏi và trả lời để mà phát triển cái đàn chồn mình cho nó thật là tốt. Nếu như chúng ta mà không có cái kiến thức về chăn nuôi con chồn và cái đầu ra ổn định thì có thể nói là nuôi nó cũng rất là khó khăn ở chỗ mà muốn muốn bán đi. Lúc mà mình không bán thì có người mua, mà lúc mà muốn bán thì lại không có chỗ mua, không có chỗ bán. Đó, đó là một trong những cái lý do mà đa số anh em nuôi con chồn hương thì rất là cực. Đó. Vì sao vậy? Vì bây giờ trên mạng Facebook, trên mạng YouTube, thật sự ra ở đâu cũng có người xấu, ở đâu cũng có người tốt. Người tốt có mà đầy, nhưng mà mình không chọn người tốt được. Đó, mình chỉ nghe nghe này, này kia rồi bắt đầu cái mình mua vô con giống không chất lượng, con giống không có ổn định, rồi nó bán rẻ hơn một tí. Đó, thì mình mua rồi về nuôi không được, nuôi đẻ hư hư thai tùm lum hết. Đó, gọi là dẫn tới tiền mất tật mang. Biết bao nhiêu tiền đó, mấy chục triệu. Mình đã thấy những cái trường hợp đó rồi. Đó. Thậm chí còn 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 có thể nói là đem tới bệnh dịch cho cái đàn chồn của trong nhà mình luôn. Đó, thấy người ta bán rẻ rồi chồn thì nhìn nó đẹp quá. Đó, rồi cái mua vô rồi lại lại thất bại nha. Thất bại luôn cái đàn chồn ở nhà của mình luôn. Đó. Thì mình cũng quay lại cái con chồn bắt đầu nó lên giống cho mọi người lưu ý. Đó, cái con chồn tơ mà nó lên giống để mọi người nó có thể kêu nha, con này kêu á, nhưng mà nãy nó kêu mà giờ nó không kêu. Đúng ra con này là nó kêu nè. Đó, nhưng mà bây giờ sao nó không thấy nó kêu á. Nhưng mà nó hay chạy nhảy lắm, nó lăng xăng và hay hay liếm bộ phận sinh dục, cũng giống như là cả cái bộ phận sinh dục xuống dưới cái nền nha. Đó, thì mình cũng chia sẻ một cái ý, đó là con chồn tơ lên giống cần phải bỏ qua nước thứ hai nha, nếu mà chúng ta cho phối giống đó, cho mọi người tham khảo. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.